Chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh Nhôm Kính Online nhé. Thì lâu lâu mình lại làm clip tiếp. Vào dịp cuối năm thì hơn là bận rộn, đang làm công trình ở Hải Phòng, gồm cửa thủy lực Owin và nhôm hệ trung bình. Thì cái bộ thủy lực này thì có rất nhiều cách kiểu cách làm, mấy lại giá thành thì nó tùy theo từng 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 loại. Thì cái bộ thủy lực Owin này thì nó là khá là to đấy, là 10m7 cơ, chiều rộng là 4m, còn chiều cao là 2m68. Nhưng mà mình vẫn chia hai vách hai cánh đều ra ở hai bên đấy. Thì chúng ta sẽ, nhưng mà chủ nhà là đi kính là kính 10 ly 38, chứ không đi kính cường lực là 10 ly. Đấy, cái ưu điểm của kính 10 ly 38 thì nó sẽ bền hơn và nó sẽ chống nhiệt tốt hơn là cái kính cường lực 10 ly, và có thể là nó vỡ thì nó cũng không, nó vẫn dính và vẫn dùng bình thường được một mặt. Còn kính cường lực thì nó đương nhiên nó sẽ nổ tung ra mà là phải thay thế hoặc là gì đó thì rất là phức tạp. Còn cái kính 10 ly 38 thì nó cũng khó vỡ hơn là cái kính 6 ly 38. Thì nó rất là dày. Nhưng mà đo trực tiếp của kính 10 ly 38 thì nó tầm gần 11 ly đấy, 10 ly 38. Nên là khi mà trực tiếp đo thì nó rất là dày. Đây là cái chiều cao này. Chiều cao mình cũng để cho phong thủy thôi. Chiều cao là 2m35 chiều cao. Lọt sáng này. Còn cái vách này 4m thì mình sẽ lấy chiều rộng cũng là phong thủy luôn, là 2m17 đấy, thì nó cung vào cung tài lộc, cung đẹp, cao và rộng đều đẹp hết. Còn vách thì nó chỉ là tầm 90 phân thôi hai bên. Còn đâu là cánh, đây là cánh này, kích thước cánh là mọi người xem. Đó. Hoàn thiện hết rồi, đang đợi đặt kính về là đi nắp thôi. Thì cái này không phải là kính hộp lan đồng thì nó đơn giản lắm, nó sẽ không phức tạp như là kinh hộp lan đồng. Kinh hộp lan đồng chúng ta phải vẽ những cái nan ra để cho công ty người ta gia công, chứ không người ta không làm cho mình sẵn đâu nhé. Mình phải vẽ, sai đâu là mình phải chịu nhé. Mình vẽ sai là mình phải chịu, chứ không nó không vẽ cho mình. Còn kính 10 ly này chỉ cái cắt xong là cho vào xong là bắn keo xong là bắt đầu là hai mặt xong là đi nắp thôi. Còn khóa sàn với lại tay cầm thì bắt bình thường như những cái hệ khác. Thì kính 10 ly 38 với kính cường lực thì kính 10 ly 38 nó đắt hơn là kính cường lực 10 ly. Nên là cái bộ này thì mình nhận cũng cũng bình thường thôi. Giá là dưới 4 triệu. Dưới 4 triệu nhá. Mà cái nhôm Owin thì nó đắt. Mọi người đều biết là nhôm mình nhập vào đấy của anh Diễm thì rất là đắt. Cực kỳ là đắt luôn. Giá nó cao lắm. Bởi vì chỉ có ở trên Hà Nội người ta mới gửi xuống đây thôi, chứ mình dưới mình cũng không phân phối loại nhôm Owin này. Đấy, thì lấy đây là lấy đến 4 cây khung bao luôn mọi người. 4 cây khung bao mới đủ cho cái bộ này. Thường mình chỉ là một bộ mình chỉ lấy là 3 cây khung bao với 3 cây cánh, còn phào chỉ thôi. Chứ còn một bộ này thì nó là 10 mét thì cắt nó nhỡ nhôm. Cắt nó nhỡ nhôm. Đây. Đây là cái thanh chiều 4 mét của nó này. Đấy, mình sẽ trừ đi một phân nhá. Chúng ta còn nắp phào chỉ cho dễ. Đây thành 4 mét. Đấy. Chiều rộng là 4 mét luôn. Thành để thẳng tuột nhà luôn. Còn chiều cao là 268. 268 2m7 à. Chia cái ôfit bên trên đi này. Đấy, ôfit bên trên kia nó là phủ bì là tầm 30 mấy phân đấy. Đẹp cân đối. Đấy, thì cái ưu điểm của cái kính 10 ly 38 thì nó chống nhiệt tốt hơn là kính 10 ly cường lực nhé mọi người nhé. Kính 10 ly cường lực nó chỉ là một lớp nó truyền nhiệt vào trong. Còn 10 ly 38 nó có hai lớp ở hai bên và một lớp đề can ở giữa, cách nhiệt tốt hơn. Và nó sẽ cách âm tốt hơn là kính 10 ly cường lực. Mọi người nên điều nhớ điều vậy. Mình đã nghiên cứu và trên thực tế là nó là rõ ràng nó là như vậy, chứ không phải là mình nói xuông đâu nhé mọi người nhé. Còn hệ này là hệ MD. Đấy, màu đẹp. MD hệ mới nhé, màu đẹp nhé. Màu y chang như là sinh pha thôi. Đẹp.
kính, của nó là kính xanh đen. Phụ kiện chọn gói đồng bộ Huy Hoàng hết nhé, Huy Hoàng hết. Cũng được là 90% rồi, xong rồi. Thì chủ nhà nó yêu cầu là dưới là la hộp, la nhôm, đố và khóa thôi. Làm trước sau như một phải chuẩn chỉ mới lại đúng hợp đồng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm. Ở đây thì bộ thì lực ô win này nhá, thì vẫn bắt bình thường là tay dài là 1 mét, tay dài 1 mét nhé. Và cũng có ốp góc đồng ở giữa này, bốn góc ốp hai mặt, hai giữa ở giữa nhá. Còn tay là tay dài 1 mét thôi. Còn bản đề của HL D1500, 1500 nhá. Còn HL ở đây nó là D1600 là cao nhất. Nhưng bộ này nó là D1500 vì cánh nó cũng bình thường thôi. Không, người ta toàn lắp 1400 thôi, mình lắp 1500 là ok. Đảm bảo chất lượng. Đấy, đây là đang quét tay đa điểm cho thanh chuyển động vào trong. Có cửa này. À, giờ việc à? Ừ, giờ việc thì cứ đi. Tất cả các cửa sổ đều có office bên trên. Tất cả cửa sổ office bên trên. Có một bộ cửa đi office bên trên. Đánh dấu ghi rõ các tầng, các thứ nhá. Đây là mình đang bị thiếu nhôm đây này. Hôm mới tính là mình nhỡ một cây. Đang phải 4 cây mới đủ. Thường thường mình lấy bộ tầm 9 mét vuông thì tầm chỉ tầm 3 khung 3 cánh thôi, nhưng mà đây phát sinh ra cái bộ này nó to. Bởi vì nhá, đây này. Bởi vì cắt cái đoạn 4 mét này này. 4 mét một cây đã mất một thanh này nhá. Có nghĩa một cây đã mất một chiều ngang đã mất một cây rồi. Thì nó chỉ có là 5m8 thôi mọi người. 5m8. Nên là thừa ra tầm 2 mét ấy. gần 2 mét thì lại không đủ vào cái kích thước của cái lọt sáng, còn nó là 2m17 mọi người. 2m17 thôi. Đó, 2m17. Nên là bị hụt. Thì phải lấy thêm một cây nữa mới đủ. Ok mọi người nha, mọi người nhớ like đăng ký kênh theo dõi Nhôm Kính Online nhé. Để mình sẽ hoàn thiện và bàn giao công trình tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Mọi người nha.